Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 29 tháng 11 cảnh báo NATO về việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ông Medvedev viết lên mạng xã hội Telegram rằng nếu NATO cung cấp hệ thống Patriot, họ sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga. Trước đó, ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho rằng thế giới văn minh không cần tổ chức này, NATO phải hối hận trước nhân loại và bị giải thể như một thực thể tội phạm. Theo hãng tin Reuters, Ukraine đã yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp hệ thống phòng không, bao gồm các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các bộ trưởng NATO đã lên án cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine, đồng thời cam kết tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Trong diễn biến căng thẳng tại Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Igor Rizkovic kêu gọi NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Bên lề cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Bucharest, Romania hôm 29 tháng 11, ông Rizkovic nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, chúng ta nên cho phép người Ukraine sử dụng vũ khí để nhắm mục tiêu vào các địa điểm đặt tên lửa hoặc các sân bay mà từ đó Nga tiến hành các hoạt động đó. Latvia là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Các quan chức hàng đầu của Latvia đã nhiều lần đến Kiev để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Chuyến thăm gần đây nhất diễn ra vào cuối tuần trước, khi ông Rizkovic cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania, Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Iceland gặp Tổng thống Ukraine tại Kiev.